biết tay liền nữa. Góc cạnh này hơi lạ ha mọi người. Sao lần này Bill quay video lạ quá vậy? Đúng rồi mọi người, tại vì ngày hôm nay á là Bill sẽ quay một cái vlog kiểu vlog style thiệt luôn á nha mọi người, chứ không có phải là kiểu là đặt nó camera lên một cái tripod rồi quay giống như những cái video mới đây của Bill, kiểu rất là more casual hơn. Nó không có tính toán. Nó không có kiểu như tính toán giống như những cái video trước đây của Bill thì xin chào mọi người, cho Bill xin giới thiệu, Bill tên là Bill. Ngày hôm nay Bill muốn quay một cái vlog rất là đặc biệt cho mọi người. Lý do là tại vì bây giờ là tháng 12 rồi, nên là cũng là tháng dành cho lễ Giáng sinh. Nên là Bill cũng rất là muốn quay những cái vlog mà Bill đã từng xem khi Bill còn bé. Giống như những cái người YouTuber quay những cái vlog theo dạng Vlogmas. Nên là Bill cũng muốn follow cái trend đó, bằng cách là ngày hôm nay Bill cũng muốn bắt đầu một cái vlog kiểu weekly vlog. Và Bill cũng muốn document lại cái tháng 12 của Bill. Thì đại khái là Bill đã quay hết qua tuần này rồi, nên là hôm nay là ngày thứ 7, nên là Bill sẽ lấy những cái clip mà Bill đã quay từ ngày thứ 2 tới ngày hôm nay đã ráp vô để cho mọi người xem ha. Cũng định đặt cái series này tên là Billmas, mà không biết mọi người có thích cái tên đó hay không. Bill nghe thì Bill cũng thấy nó hơi, nó cũng dễ thương mà, nhưng mà thấy nó hơi nhảy da gà ha, tại vì Bill cũng không có phải là vlogger hay gì hết, kiểu là Bill quay cho vui thôi, nên là có gì mọi người bình luận và nói cho Bill biết ha. Nếu có một số bạn thắc mắc một tuần của Bill ra sao đó thì xin mọi người tiếp tục xem vlog ngày hôm nay ha. Ok, let's go. Mọi người ơi, bây giờ hiện tại là mẹ Bill với Bill chuẩn bị đi mua cây Giáng sinh. Mẹ Bill hôm nay hơi mắc cỡ nên là không chịu lên camera. Đúng rồi. Mà cô Kim Anh không có make up, cô Minh xấu quá, sợ mọi người nhìn thấy vô cho nói trời ơi sao cô Minh bữa nay không có đẹp. Ồ, ha ha, mọi người nghe đó chưa? Ok, thì mọi người không có được chê mẹ Bill xấu nha. Nếu mà có chê đó là biết tay liền đó. Thì bây giờ đó là mẹ Bill với Bill chuẩn bị đi mua cây Giáng sinh tại một cái khu chợ điện tử. Không phải, sorry mọi người, không phải chợ điện tử. Lowe's, tiếng Anh mình, tiếng Việt mình có cái chữ đó là gì không anh? Nó là cái tiệm bán đồ gì hả? Nói chung là nó bán tất cả. Nó bán từ đồ vật liệu xây dựng trong nhà đến đồ nội thất thiết kế. Thì bữa kia đó là mẹ Bill với Bill có thấy một cái cây thông này. Bill thấy á, nó nhìn rất là thưa, tại vì năm nay á kiểu là mẹ Bill muốn trưng một cây một cây thông mà nó rất là ở chuồng hả mầm. Nó bị hói một chút mọi người. Nó thưa. Chắc là giống như mấy người mà tóc ít á. Nhưng mà cô Kim Anh lại thích cái loại như vậy. Tại vì cái cây mà nó nhiều nhánh, nhiều lá, nhiều quá đó thì nó thường quá. Với lại nó, mình keo đồ lên á, nó đặt nguyên cái cây nhìn nó không có tự nhiên. Còn cái cây này đó, hy vọng là tìm được nó thôi, chứ cũng không có sure là nó có hay không. Cái phong cách mà năm nay mẹ mình muốn làm á là theo phong cách Scandinavian. Scandinavian tiếng Việt là... Ở đây có bán cái thông nè, quay cho mọi người coi. Ok, kiểu là giống như là cây rất là bự theo truyền thống Mỹ nha mọi người. Mẹ Bill với Bill muốn làm theo phong cách Scandinavian, là kiểu là giống như những người mà sống ở Na Uy hay là Đan Mạch. Tại vì những cái cây thông đó nó rất là tự nhiên và nó rất là, nó có một cái sự dễ thương đúng không mầm, nó rất là mặc dù nó ít tóc mà, nhưng mà ít tóc hả, ít lông hả, no, ít lá. Thì bây giờ là một chút Bill sẽ cho mọi người xem những cây thông này nhé. Con quay cho các bạn coi cây này, họ xịt cái màu xanh trắng giả tuyết. Oh yes yes. Thì nếu mà mọi người muốn giả bộ giống như sống ở những cái khu lạnh á thì mọi người có thể mua cái cây này. Nhà của Bill á thì rất là nhỏ nên là không có trưng được những cái cây như vậy. Mọi người ơi, kiểu đại khái là cái cây giống như vậy nè. Nó rất là thưa, nó nhìn rất là buồn hiu mà, nhưng mà cái đó là cái stain của nó. Cái cây này là khoảng tầm 40 đồng hả mọi người. Mà nhưng mà mẹ Bill thì không có thích cái shape cho lắm. Lý do vì sao vậy? Đừng có quay mặt má chứ. Sao mà không có thích cái shape của nó? Nó không phải má không thích cái shape mà, nhưng mà ở trên nó hơi bự mà cái đít nó bị teo lại. Đúng rồi. Không, mà nhưng mà mấy cái cây này tự nhiên là nó cũng ấy như vậy. Thì hôm nay lấy cái xe đẩy không, người ta lấy. Dạ, dạ, ok. Mọi người ơi, té ra là trong đây có nhiều hơn nữa nè. Mà nhưng mà không biết sao nhưng mấy cái cây này nó hơi buồn ha. Mong cái cây này nó tới hai cành lận.
Wow, nhìn hơi lạ ha. Mà nhưng mà như vậy thì nó không có nhìn. Nó đi ra lấy cái cây kia đi. Ok. Dạ. Ok. Bây giờ là mẹ Bill với Bill cũng sẽ mua một miếng vải để chưng ở dưới. Cái này là không phải cho nó nằm xuống mà sẽ bật cái bình á, tại vì cái chậu nó nhìn rất là ugly. Yeah, get into it. Tôi ơi, hiện tại là tối ở nhà Bill. Bây giờ là Bill chuẩn bị chưng cây Giáng sinh với là Mama Kiman. Mà nhưng mà cái trái nó hơi nặng quá. Hơi nặng nhưng mà oh my gosh, cái cành nó đi đâu rồi? Đâu, cái cành nó oh, đâu, má đâu biết, nó vậy. Không, mà nó too heavy, nó nặng hết cái cây, mình thấy nó đổ ngược không? Thì thôi, mình phải đi ra ngoài để mình đổi cái trái nhẹ. Đúng rồi, mà bây giờ con ngồi chịu khó, con ráp nó vô từng trái để má trả nó lại gì cái cũ đi. Con ráp nó vô cái đi lại. Ok. À, mọi người ơi, là bây giờ Bill sẽ chuẩn bị lấy cái dây đèn, rồi sau đó Bill sẽ gói nó, Bill sẽ cuốn nó trên cái cây Giáng sinh cho mọi người xem nha. Ủa? Bây giờ Bill sẽ test thử điện trước nha mọi người. Nếu mà Bill có bị giật điện á thì bye. Dạ, nó có work. Đừng uống nhiều quá, không phải đặt kìa. Yes, mommy. Ok mọi người, thì theo mẹ Bill nói đó thì nó bị ít dây quá. Con thấy ở bên này nó không có không? Nó lủng lỗ nè. Là sao? Con không hiểu. Thiếu đèn á. Thiếu đèn ở chỗ nào? Má này nè. Ok, thì để con loạn lại cho. Sau khi cãi lộn với chị Kim Anh khoảng 20 phút sau thì là Bill đã làm xong cái cây Giáng sinh. Bill đã gắn thêm mấy cái đèn vô nè mọi người. Thì nhìn nó đẹp hơn ha. Bây giờ là Bill phải lấy thêm mấy cái trái để trưng lên cây nữa. Là xong rồi. Thì là bây giờ một chút Bill sẽ cho mọi người xem nha. Chan chan, mọi người thấy cây Giáng sinh năm nay của Bill đẹp không? Kiểu là năm nay Bill với mẹ Bill muốn trưng theo phong cách Scandinavian. Nhìn rất là thiên nhiên và tự nhiên ha. Ê, cái gì mom? Mom, I'm recording. Đợi con chút được không? Cái cây năm nay á, kiểu là nó rất là thưa. Thì cái mấy cái trái này là mẹ Bill với Bill đã siêu tầm mấy năm nay rồi. Ủa, cái đoạn này từ đâu ra vậy? Cái gì vậy mố? Bill lại cắt tóc nữa mọi người ơi. Mọi người thấy sao? Cái khác biệt đây á, là nó có layer. Thì khi mà mình uốn tóc á, thì nó sẽ có nhiều cái độ phồng hơn. Nó sẽ giữ cái độ cong lâu hơn. Nên là Bill xin mẹ Bill cắt. Mọi lần á, là chị Kim Anh rất là bận nên là không có thể cắt tóc được cho Bill mình. Nhưng mà ngày hôm nay á, mẹ Bill ở nhà nên là Bill xin mẹ Bill cắt giùm cho Bill. Cũng phải cãi qua cãi lại mấy lần mới chịu cắt tóc cho Bill. Thật là Bill cũng không có nhiều tóc nên là mình cũng phải biết cách để làm sao lừa người khác. Tiếng Anh mình gọi là mình phải finesse. Nên là hiện tại là Bill đang sikanak một chút Red Bull với là cái chip này nè mọi người. Cái chip này nhìn rất là nó nhìn hơi giống Takis mà, nhưng mà cái này là của nhãn hiệu Doritos. Nên là Bill sẽ nhai cho mọi người xem thử nha. Mukbang ASMR. Xin chào buổi sáng mọi người. Thì hiện tại là Bill đang đậu xe để chuẩn bị vô đi làm. Thì hôm nay là Bill tới hơi sớm một chút để tranh thủ đi lấy thời gian để ngồi và quay phim và nói chuyện với mọi người một chút. Lâu lắm rồi Bill cũng chưa đi làm lại. Tại vì cách đây cỡ mấy tuần á, là có chuyện xảy ra trong gia đình của Bill nên là Bill phải nghỉ làm. Nên là bây giờ là bắt đầu đi làm lại cho mùa Giáng sinh. Ngày hôm nay là Bill sẽ làm sáng tới chiều luôn. Mình gọi nó là a full day. Nên là không biết nó sẽ ra sao nữa. Chắc có thể là sẽ gặp rất là nhiều người ngày hôm nay. Tại vì bắt đầu tới tháng 12 á, là nhiều bệnh nhân ưa vô để khám. Nên là thôi không sao hết, miễn sao mình kiếm tiền đúng không mọi người. Bill rất là thích tiền. Thì sáng hôm nay là Bill có kêu một ly Starbucks. Và ngày hôm nay là Bill có kêu một cái Irish Cream Cold Brew để Bill sẽ thưởng thức cho mọi người xem trên camera. Ok. Gọi là hơi bị ngọt đó mọi người. Thì bây giờ là Bill sẽ chuẩn bị vô văn phòng để đi làm. Ok. See you guys later.
À, mọi người ơi, hiện tại là Bill đang ở trong chợ Nhật nha. Tại là Bill đang mua cơm trưa để ăn. Ok, đây là trong những món mà nó bán trong tiệm nha. Từ cơm với cá tới là mấy cục onigiri. Rồi nó có bán mấy phần cơm này là mọi người nhìn hấp dẫn ha. Giờ ngày hôm nay là Bill sẽ lấy vị cá hồi với là cá ngừ hả mọi người. Spicy cod roll để thử cái này ha. Là Bill sẽ thử cái này. Rồi sau đó Bill sẽ lấy một cái spicy tuna là cá ngừ cay á mọi người. Bill cực, Bill ăn hai cái thôi, Bill không cần ăn nhiều, tại vì ăn nhiều nó sẽ rất là mặn. Normally it depends. Sometimes they do have an ID, sometimes they don't. Most of the time they don't, so we can just grab patient's first, last name, date of birth, and social, and that should be a good identifier. All right, okay. In that case then, you have our number, so you can call us back whenever you're ready. We should have something available on the week of the 14th. We're completely booked for the entire next week. All right, awesome. Thanks for calling us. All right, have a great day. Thank you. All right, bye-bye. Trời ơi, tóc vô họng. Ngứa. Ngứa quá đó mà. Thì bây giờ hôm nay là sáng thứ bảy. Lucky cho Bill là Bill không có cần đi làm. Nên là hôm nay là Bill sẽ ngồi ở nhà để edit cái vlog ngày hôm nay. Hiện tại là Bill đang ăn sáng. Bill sẽ cho mọi người xem bữa ăn sáng của Bill nha. Bill rất là ngoan, Bill rất là Mỹ. Tại vì sáng ngày hôm nay á, là Bill ăn cereal có nhiều chất fiber, rất là tốt cho đường ruột của mình. Và kèm theo món cereal là sữa oat milk. Bill không có uống sữa bò nữa, tại vì sữa bò không có tốt cho sức khỏe của mình. Nhất là khi mình càng lớn á, thì sữa bò nó có nhiều chất protein, nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của người lớn này. Cái vlog ngày hôm nay nó rất là random ha mọi người. Tại vì mọi người biết không, mới đây là Bill bắt đầu đi làm lại rồi. Phải kiếm tiền thôi. Để mua sắm, chọc đó chứ, phải tiết kiệm tiền chứ. Với là thêm một điều nữa là Bill nghĩ là chắc Bill sẽ không ra ngoài đường nhiều nữa. Tại vì mọi người biết không, mới đây á là California lại là bị lockdown, nên là nhà nước khuyên là phải ở nhà, và khi mà mình bước ra ngoài đường á là chủ yếu là mình đi công chuyện thôi, chứ không có được đi chơi giống như ngày xưa nữa. Trách nhiệm của mình á là mình phải ở nhà để mình không có lan ra cái con virus này nữa. Với là có thể Bill có một cái good news nữa, đó là cho những người mà đi làm trong cái thế giới y á, giống như làm trong ngành y á, là có thể sẽ được chích ngừa sớm. Tại vì mới đây là có hai công ty ra cái vaccine để chích ngừa cho coronavirus. Nên là nếu mà Bill có chích thì Bill sẽ báo cho mọi người nha. Thôi coi như Bill sẽ chấm dứt cái vlog tại đây. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi channel của Bill. Và Bill mong là mọi người thích cái Bill Miss Vlog ngày hôm nay. Không biết mọi người có thích ý kiến đó không? Bill Miss. Thì mọi người đã thấy Bill trang trí cây Giáng sinh rồi nè. Rồi mọi người có theo Bill đi làm nè. Còn gì nữa không? Nếu mà mọi người muốn được cập nhật với những thông tin mới nhất về Bill á, thì xin mọi người đừng quên theo dõi Bill trên Instagram nha. Bill sẽ để nó tại đây. Với là mọi người biết không, mới đây á, là Bill không có biết là nhiều bạn subscriber không có nhận được tin là Bill post video mới trên YouTube. Nên là khi mà mọi người có subscribe channel của Bill á, thì xin mọi người đừng quên ấn cái chuông ở dưới nha. Phải ấn cái chuông nha mọi người. Nếu mà không có ấn cái chuông á, thì cái chuông nó sẽ không có báo cho mọi người biết khi Bill post những cái video mới. Nếu mà mọi người đang xem cái video này ban ngày á, thì Bill mong mọi người có một ngày rất là vui vẻ. Còn nếu mà mọi người chuẩn bị đi ngủ á, thì Bill mong mọi người ngủ ngon nhỏ. Ok, Bill sẽ hẹn gặp lại mọi người sau. Bye! Bisous!